Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án Rabbit Meta. Dự án này sẽ chia sẻ khoảng 5.000 DGG token này, 5.000 FOTA token này và 500.000 OBM token. Dự án này thì sẽ dành cho random là 3.000 slot cũng như là top 200 bạn giới thiệu được bạn bè nhiều nhất. Dự án này thì chúng ta sẽ chatbot ở trên Telegram. Yêu cầu các bạn phải có một tài khoản Telegram mọi người nhé, và một số cái mạng xã hội để chúng ta tham gia cái sự kiện của iRob của cái dự án này. Mọi người ấn Startbot cho mình, sau đấy thì mọi người sẽ lấy cái số 70 này trừ đi nhé. Ừ, sai hả? Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ theo dõi một số cái nhiệm vụ này. Join group ở trên Telegram. Ấn Don. Tiếp tục một cái group nữa ở trên Telegram. Chúng ta ấn Don nốt. Chúng ta theo dõi ba cái group ở trên Telegram, ở trên Twitter nhé. Cái nào mà theo rồi thì thôi, mà cái nào chưa theo thì chúng ta join nốt nhé. Cái này join rồi này, thì chúng ta flow cho nó một cái này cũng như là red train. Cái này thì đã red rồi, red rồi thì ok chúng ta tắt đi thôi. Cái này thì chưa red thì chúng ta red lại nhé. Rồi tiếp tục cái này thì chúng ta ấn flow like và red. Rồi quay lại đây thì chúng ta sẽ copy lấy tên, mọi người dán vào đây nhé. Tiếp theo là chúng ta theo dõi discount. Cái này thì không thấy nó yêu cầu chúng ta điền tên, vì thế cho nên là chúng ta sẽ ấn vào đôn. Theo dõi một cái channel group của iRob 6 này. Quay lại đây thì chúng ta theo dõi một Twitter của iRob 6 nữa, ấn vào đôn nhé. Mà cái này thì mình đã làm rồi, vì thế cho nên là thôi không làm nữa. Cuối cùng nữa là chúng ta sẽ điền ví, chúng ta vẫn sử dụng ví MetaMask. Mạng của nó là mạng BEP20, tức là mạng Binance Smart Chain. Chúng ta sẽ copy lấy ví để dán vào đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy một cái link giới thiệu bạn bè. Các bạn copy lấy link này nhé, giới thiệu bạn bè. Mỗi bạn mà giới thiệu được ở lọt trong top 200 thì các bạn sẽ nhận được thêm token đấy. Đấy, vì thế cho nên là các bạn nhớ giới thiệu bạn bè nhiều vào nhé. Đấy, thì như thế là xong đấy mọi người ạ, cũng không có gì phức tạp cả. Nó yêu cầu mình theo khá là ít cái nhiệm vụ thôi. Đấy, bạn nào mà chưa làm thì các bạn đăng ký nhé. Link mình để ở bên dưới video, phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này. Đấy, bạn nào mà xem video của mình mà quên hoặc là chưa đăng ký kênh của mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh Telegram nhé. Đây, kênh Telegram của mình thì mình sẽ update cái dự án lên đây. Nữa là cái kênh YouTube của mình. Bạn nào mà chưa tham gia kênh YouTube của mình thì các bạn đăng ký tham gia ủng hộ mình nhé. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.